Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc bình xịt điện Takio TK16. Sự lựa chọn hoàn hảo để phun thuốc nông nghiệp, phun xịt vệ sinh, tẩy rửa, phun thuốc trừ sâu, diệt côn trùng. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem cấu tạo và công năng của chiếc máy này. Khi chúng ta mở thùng ra thì bên trong thùng chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng, một phiếu bảo hành chính hãng của Takio. Đây là cần xịt của máy. Đây là thân bình và dây xịt. Dây xịt của chiếc máy Takio TK16 này thì được nối trực tiếp vào trong thân bình. Đây là lọc rác, adapter sạc bình ắc quy. Bộ bét xịt đi kèm theo máy. Đây là tay cầm van bi. Chiếc bình xịt điện Takio TK16 này ứng dụng dòng điện một chiều cung cấp từ ắc quy để giúp cho bộ bơm lên vòi xịt và phun thuốc ra. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại để sử dụng được chiếc máy Takio TK16 này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp tay cầm vào trong dây xịt. Dây xịt này thì được làm bằng 3 lớp, rất là chắc chắn. Tiếp đến là lắp cần xịt vào trong tay cầm. Cần xịt này thì chúng ta có thể kéo dài và thu gọn lại. Đây là bộ béc đi theo máy, gồm có một béc hoa sen, một đầu 3 béc, đầu phun 2 béc, một đầu một béc. Đây là đầu đồng dùng để phun xa hoặc là các bạn phun trên cao. Nút gài để giữ cần phun. Chúng ta lắp bên hông máy như thế này. Đối với chiếc máy bình xịt điện Takio TK16 này, chúng ta có thể tháo lắp dễ dàng các đầu xịt lại với nhau. Cắn cần xịt lên thanh giữ. Đây là mặt trước của máy. Phía trước thì chúng ta có đồng hồ đo điện áp ở trong bình ắc quy. Bên hông máy là công tắc. Đây là giắc cắm adapter và núm điều chỉnh tốc độ phun của máy. Chúng ta có thể điều chỉnh to nhỏ tùy mục đích sử dụng. Phía sau chúng ta có đệm đeo lưng giúp người dùng thoải mái hơn khi sử dụng máy trong thời gian dài. Với chiếc bình xịt điện Takio TK16 này có tốc độ phun nhanh, diện tích phun lớn, giúp lượng thuốc phun ra được lan rộng và đồng đều hơn. Nhờ vậy mà hiệu quả phun được cao hơn gấp nhiều lần so với bình xịt phun thuốc thông thường. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy Takio TK16 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, đến với video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo nắp đáy bình ra để xem bên trong là bình ắc quy và bộ bơm của chiếc máy Takio. Đây là mặt dưới của chiếc máy này. Chúng ta tháo những con vít ở những nơi như thế này để lấy nắp đáy bình ra.
Và đây là bình ắc quy và bộ bơm của chiếc máy bình xịt điện Takeo. Với bình ắc quy thì có công suất là 12V và 8Ah. Bình ắc quy chính hãng của Takeo. Đây là bộ bơm của máy. Bộ bơm thì có lưu lượng là 5 lít trên 1 phút. Áp suất bơm là 80 PSI. Đây là toàn bộ mặt dưới của bộ bơm.